sao bận mình cái ly cho nó dài thì cũng muốn là không bao giờ dám bỏ ra hiện tại. Đây, hôm nay anh em tôi sẽ ăn thịt tiểu hổ mới đi săn được xong. Đi săn xong. Bên này có rồi. Đấy. Tiểu hổ lẩu và tiểu hổ xào đâu má. Có video để đăng. Cái là YouTuber lúc về gương đó luôn nhỉ, tôi cái ăn xong. Có ba bạc đấy à? Hay là để cả ba bạc rồi. YouTuber luôn hả? Chú đi. Anh bỏ ra sang này anh chứ. Đây, tôi làm dấu đi. Anh đâu làm gì nữa? À thằng ấy đây nó ăn cơm à? Không mà uống rượu đâu. Không uống rượu à? Đây này ngồi cạnh cậu này. Không. Bỏ rổ rau mà. Ở đây rửa này đây em mới bốc cho nó đỡ vương. Để anh xong á. Đấy, mở nó má đây. Đây rồi, tôi ngồi đây tôi bốc được. Ngồi đây bốc được. Chứ đang đâu à? Thế rồi, rất nhiều ngon. Ngồi bị camera nữa rồi. Đấy, ngồi trên trong bên đây một anh ngồi đấy, bên đây cho máy nó ngồi đấy. Đấy. Tí nữa còn thằng nữa. Ngồi nữa thì ngồi tiếp vào chỗ này. Thôi cứ chuyển đây luôn chuyển. Đấy. 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 Nào. Nào. Chúc khỏe các anh không? Chả này. Mau nhập tiền cái này. Nào. 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 Chúc khỏe các anh nhá. Chúc khỏe. Rồi. Mình đợi đấy. Đợi thế được nhiều chứ còn. Đang uống. Uống là đồng hai quá. Lầu Năm này mới uống được bữa rượu đông vui như này. Mọi hôm toàn solo với lại là uống tam ca với tứ ca với lại song ca. Hôm nay đúng top ca luôn. Đấy. Anh em nào gần đây qua Gia Bảo giao lưu gì nhá. Quận 12, Thạnh Xuân 21. Phường Thạnh Xuân. Đấy. Rượu thơm ngon quá. Chấm quá đấy. Vâng. Thơm ngon mà nó. Ăn đi quá. Đấy. Chấm quá. Không phải uống rượu ngon mà. Cái này cũng chín rồi nhá. Để cho má rồi cho mà. Cái này chỉ lăn tăn cái đầu đi vào tới ăn luôn. Chất nặng đó. Đi tới đầu chứ. Đúng rồi. Nó dùng ngon. Mèo này. Mà anh cứ tắt đi. Không sôi âm gì dưới. Cái này đúng thôi rồi. Đã nhẹ. Cái này tắt mà nó sôi. Khi nào nó tự dựng dừng mà. Nguyên thịt không. Này đến ba con. Nhiều nhỉ? Quá nhiều. Đâu bắn mà nó chạy mất một con đấy chứ không. Không được hai con. Một con bị thoát. Đấy có mà. Đấy là mèo. Đấy nha. Đây là món chào. Do hôm nay tôi đến muộn quá tôi không quay được cái cảnh chào cho các bạn xem. Yes. Đấy. Đấy. Mèo cái này đang không mua đâu. Sợ ông ấy bảo sợ không ngon. À, ăn được mèo không? Ngon. Anh bỏ em này. Đây, nước uống em nào, cắt con mấy khi á. Vâng. Đây này. Riêng. Vâng. Mời các bạn này. Đấy. Anh sinh năm mấy? 78. Dạ. Em 85. Alo anh. Em là các em thôi. Rồi. Rồi anh nhé. Bây giờ giới thiệu sớm. Chưa hết vòng 3 để giới thiệu. Thì đây bà làm thử miếng cho ăn thử xem. Chưa hết vòng 3 để giới thiệu. Được thịt này. Chị ơi, phải ăn thử món cho ăn thử xem. Vít. Cơm ạ. Cứ đây là người là ngã. Đúng tính chủ. Vậy cho nên có làm được trưởng họ đâu mà. Mãi về vào cơm em. Rồi, ăn cơm này. Vào làm ly rượu này. Có mồi ngon. Mời luôn. Em cũng xấu. Đây giới thiệu anh Cường, đây là anh nhà Hải. Đấy. Nói chung là cũng chủ nhà Hải một thời gian. Bây giờ là chỉ về nấu cho anh em ăn. Đúng rồi, những người mà nấu ăn ấy rất hay là phải mời bằng được những người khác để vào ăn. Em Hải. Em Hải. Chào anh em mình làm con gái. Mình em là Huy. Em tên Hoàng. Em bao nhiêu? Hoàng. Em xin ông chị tâm lâm mình ngay rồi. Rồi, chúc sức khỏe bạn nhé. Mình tên là Toàn, sinh năm 1955.
Đây, các bạn này 85. Ấy à, thế thì phải đúng chứ. Bạn kia thì 83, còn anh Khôi là 78. Ra rồi. Anh Cường lớn nhất. Em thì 87 thôi. Mình cũng cảm giác bằng tuổi điếp gái mình ngồi đây. À đúng rồi, em gái ruột mình nhá. Đấy mấy anh em. Rồi xin phép anh em nhá, tôi đã kết thúc cái video ở đây. Thì có một cái gì mà đấy mời anh em đến quán Gia Bảo thưởng thức cái món mèo cho anh Hải nấu nhá. Rồi. Đấy, các bạn cứ mang mèo đến là chúng tôi sẽ nấu được cho các bạn ăn. Nha. Cà phê ngon. Đấy. Cô phải làm chai nữa ủ vào không? Chai nữa ủ vào không? Là làm cái bình to to đi.